vốn đã rất thành công với dòng diecast Metobic của mình, Moto Nuclear đang ngày càng khẳng định chất lượng bằng cách lấn sân sang dòng sản phẩm Model Kit mô hình lắp ráp. Sau Ao Bính, Cao Ren, hãng đang tiếp tục ra mắt thêm mẫu sản phẩm mới nhất MNP XH01 Bạch Quỷ Bạch Khởi, hứa hẹn sẽ đem lại cho anh em rất nhiều sự mới lạ và độc đáo trong cả thiết kế lẫn trải nghiệm chơi. Video hôm nay, hãy cùng Monte xem Bạch Quỷ của chúng ta sẽ có gì mới và với tầm giá dưới 1 triệu đồng, Bạch Quỷ có xứng đáng chơi hay không? Chào mừng anh em đã quay trở lại chương trình review mô hình cùng Monte Studio. Và trước khi vào video, hãy nhớ để lại một like, một sub cũng như là mua hàng tại Monte để ủng hộ chúng tớ ra tiếp những video hay ho cho anh em nhé. Nào, let's go! Trước mắt anh em là hai hộp. Hộp này là hãng gửi cho chúng mình trải nghiệm sớm. Đây là bản hàng nội địa, có box art nền xanh. Hộp còn lại có nền tím, có thêm logo Asian version biểu thị đây là bản quốc tế. Bên trong thì không có gì khác đâu nhá. Unbox luôn nào. Bên trong, toàn bộ runner đã được đóng gói cẩn thận, kèm một hộp riêng để đựng bát kim loại. Sách hướng dẫn rất là chi tiết và dễ hiểu. Đánh giá nhanh thì runner có màu sắc khá là ổn áp nha. Park clear cũng rất là đẹp, sắc nét. Nhiều park đã được sơn sẵn. Ở đây và cả ở đây nữa. A few moments later. Và sau khi ráp bài 7-49 giờ thì đây chính là thành quả của anh em. Ráp em nó cũng khá là phê nha. Và không phải để anh em chờ thêm một phút giây nào nữa, hãy cùng mình đến với phần đánh giá chi tiết xem bài quỷ có những gì nhá. Với phần đánh giá chi tiết, mình sẽ đánh giá theo 4 tiêu chí như sau: thiết kế ngoại hình, trải nghiệm chơi, chất lượng và cuối cùng là đánh giá cá nhân. Bắt đầu với thiết kế ngoại hình, giống đến 95% so với nguyên tác từ bộ truyện Tinh Hồn Giáp Tướng. Bạch Quỷ sở hữu cho mình thiết kế y như một vị chiến tướng khi mặc khải giáp ra trận, sau lưng là đôi cánh cực kỳ xịn sò. Do câu chuyện được lấy ý tưởng từ thế giới tu tiên nên là đừng anh em nào đánh giá mẫu này là gai góc hay là không giống Gundam. Đây không phải Gunfly, Gundam đâu nhá. Giống như những người anh em áo bính cao đen của mình, Bạch Quỷ có chiều cao body là 23cm, chưa tính base và cánh. Tông màu chủ đạo là cam vàng phối cùng đỏ trắng, điểm thêm một chút màu đen, tạo nên phong cách vương giả như ở các trang phục hoàng gia cổ đại. Vì là một hồn tướng có xuất phát từ bầu trời, kèm năng lực điều khiển gió, Bạch Quỷ được trang bị đến 8 thanh kiếm có thể gắn lên cánh và hai bên váy như thế này, và cũng có thể gắn lên base nhờ effect hãng tặng kèm, cực kỳ xịn sò luôn đấy. Bộ vuốt rồng ở tay và chân. Theo chuyện, ban đầu Bạch Quỷ có thể biến được thành rồng cơ, nhưng mà đến phiên bản mới nhất này thì không. Hơi tiếc anh em nhỉ. Một thanh trường thương có thiết kế bao bọc phần đầu và đuôi là ngọc lam, cực kỳ đẹp mắt. Điểm nhấn và cũng là điều hãng quảng cáo rất là nhiều từ khi nhà hàng Bạch Quỷ, đó chính là cặp cánh này. Ngoài thiết kế được làm lại so với bản gốc, bên trong hãng cũng đã có một sự cải tiến cực mạnh, cánh có nhiều pack kim loại kết nối với nhau để tạo ra một cơ chế chuyển động cực kỳ mượt mà. Đó, anh em thấy không? Không hề bị cấn hay lỏng lẻo gì nhá. Rất nhiều lời khen dành cho mẫu mới của nhà Moto Nuclear rồi. Nhưng một điểm trừ chí mạng mà mình phải nói tới, đó chính là thiết kế của MNP02. Nó không thoát hẳn được hình bóng của hai mẫu trước. Cảm giác như là hãng đã lai áo bính và cao đen để tạo ra Bạch Quỷ vậy em nhỉ. Anh em thấy sao về chi tiết này? Chứ tôi là tôi thấy nghi lắm ở nhà. Với những điểm trên, thiết kế của Bạch Quỷ đạt được mức điểm 7,5 của Monte, tương đối đáng chơi cho bất cứ anh em nào yêu thích thiết kế theo style Tinh Hồn Giáp Tướng. Đến với phần đánh giá về trải nghiệm chơi, đây là một phần cực kỳ đặc biệt của Bạch Quỷ mà mình muốn chia sẻ cùng anh em. Như đã nói ở trên, vì muốn thay đổi thiết kế gốc, hãng đã không ngần ngại thay đổi luôn cả bản trong chuyện, khiến cho Bạch Khởi không còn khả năng hóa rồng nữa. Nhưng mà anh em đừng vội buồn nhá, bù lại cho việc không biến đổi điều đó, dàn phụ kiện của Bạch Quỷ lại đa dạng trong cách chơi, nên là trải nghiệm của anh em vẫn cứ gọi là sướng. Với bộ 8 cây kiếm, anh em có thể tùy biến khá option. Đầu tiên là gắn lên cánh và hai giáp bên hông. Nếu mà không thích gắn thì anh em có thể xoay phần tay cầm ra để sử dụng như một cây kiếm. Hoặc ấn tượng nhất đó là pose thế vạn kiếm quy tông. Anh em chỉ cần tháo toàn bộ kiếm ở cánh ra thay bằng bộ effect như thế này, y như cảnh mà anh em nhìn thấy trong truyện. Sời, ngầu lòi thực sự ấy. Một điểm mà mình rất yêu thích ở Bạch Quỷ đó chính là phần gimmick mới ở hai chân. Như anh em đang thấy, ở Ao Bính, Cao Ren thì không hề có những chi tiết như thế này. Thật sự không thua kém gì một sản phẩm cấp của hãng B nào đó anh em nhờ. Ngoài ra, đa số các điểm khớp khác trên cơ thể của Bạch Quỷ cũng hoạt động rất là mượt mà, hơn hẳn so với hai bản trước. Mình chưa thấy hiện tượng quá chật hay lỏng lẻo ở đâu cả. Để mình chơi thêm một thời gian nữa xem sao nhờ. Vẫn như thường lệ, việc sở hữu hai giáp vai quá lớn khiến cử động vai của Bạch Quỷ khá là khó khăn và vướng víu. Hơn nữa, trong quá trình lắp ráp và trải nghiệm, nếu anh em không cẩn thận thì sẽ khá là đau tay nha. Không phải như hàng bootleg là lắp không vào nên là đau tay, mà ở Bạch Quỷ pack quá nhọn, dễ chọc vào tay, đôi khi cũng sẽ thấy khá là phiền nha. Nhưng mà anh em nào mà đã ráp Ao Bính và Cao Ren ấy thì chắc chắn là master khả năng né gai rồi nhờ. Rồi, với tất cả các yếu tố đó, 8 điểm là tổng số điểm mà Bạch Quỷ đạt được trong phần trải nghiệm lần này của Monte. Một con kit mà có trải nghiệm chơi ổn áp như thế này mà mức giá lại chưa tới 900k, quá hời rồi anh em ơi.
Tiếp theo, hãy xem chất lượng của bài quy đến đâu nhé. Đầu tiên, về chất sơn và màu nhựa thì mình thấy khá là tốt. Như mình đã nói ở trên, màu sắc được hãng chia và sơn sẵn khá là nhiều để hạn chế cho việc anh em phải dán đề can. Nhựa khá là ổn, không giòn quá cũng không mềm quá. Kết hợp với việc phần bề mặt pack rất là mượt, đi theo thì sắc nét, pack không bị lỗi hay có nhựa thừa, lại thêm việc có nhiều undergate, rất là thuận tiện cho anh em trong quá trình xử lý kẻ. Sản phẩm lần này khiến cho mình cảm thấy hãng đã thực sự cải thiện hơn về mặt chất lượng. Mặc dù thiết kế có vẻ không quá nổi bật hơn so với hai mẫu trước, nhưng các pack kim loại, snap fit và các điểm thao lắp effects được làm mượt mà và trong chốt hơn rất là nhiều. Nói thế thôi chứ chỉ bằng mình show đồng thời cả ba mẫu Aubin, Karen và Bai Quy để anh em có cái nhìn tổng thể nhất nha. Nào, lên nhạc. Đánh giá chung về chất lượng hoàn thiện của MNP02 bài quỷ rất là tốt. Chất lượng đem lại cao hơn mức giá rất là nhiều. Vậy nên bài khởi xứng đáng với điểm 8 của Monte. Nếu anh em pre-order trước con này thì còn chưa đến 900 cành nữa. Bây giờ mà không mua thì bao giờ mua nữa hả anh em? Phần đánh giá cuối cùng đó là với cá nhân mình. Sau khi lắp ráp và trải nghiệm cũng như là lên stream review trực tiếp cho anh em, mình vẫn luôn ấn tượng vì form dáng của bài quỷ và chất lượng được cải thiện đáng kể so với hai mẫu trước. Anh em có thể nói là thiết kế của em nó không có gì khác biệt với Karen, hoặc là nhiều anh em lại không thích tông màu vàng này, nhưng cứ thử chơi trực tiếp đi, nó còn đẹp hơn nhiều so với trên video ấy. Điểm mình thích nhất là cặp cánh này. Ngoài gimmick cử động mượt mà thì effect cánh cũng là một điểm nhấn cực mạnh, chưa kể là pose vặn kiếm kinh tông mà mình rất là thích. Điểm trừ của mình đối với bài quỷ đó chính là hãng đã lược bỏ khả năng đổi dạng thăng rồng, để mình hóng xem có anh em nào lấy đầu rồng của áo bính cho bài quỷ hóa rồng không nhá. Chốt lại, mình sẽ tặng bài quỷ một cái điểm 9/10. Mình rất ưng ý với những gì hãng đã đem lại cho chúng ta, từ giá tiền, trải nghiệm cho đến chất lượng, một con hàng quá đáng chơi vào thời điểm giữa năm này. Với bảng điểm như trên, mức điểm trung bình của bài quỷ đạt được sẽ là 8/10 điểm. Một mẫu model kit cực kỳ đáng chơi, đáng trải nghiệm. Nếu anh em đã có áo bính Karen rồi thì chắc chắn không thể bỏ qua em nó được. Anh em thấy bài quỷ như thế nào? Hãy để lại cảm nhận của mình dưới phần comment và nhớ ủng hộ chúng mình một like, một subscribe cũng như bật chuông để hóng những video tiếp theo nhá. Đặc biệt cảm ơn sự tài trợ đến từ SMH Store, shop bán mô hình lớn nhất Việt Nam. Còn bây giờ, hẹn anh em ở số tiếp theo của chương trình Review Mô Hình cùng Monte Studio. See ya!